Giao tranh Nga-Ukraine tiếp tục chứng kiến nhiều diễn biến khó lường với các chiến thuật nổi bật. Quan chức Nga dự đoán kế nghi binh của Ukraine ở Zaporizhia. Nga dựng hệ thống phòng thủ giăng quỷ trước cuộc phản công tiềm tàng của Ukraine. Ukraine tuyên bố đánh chặn 90% tên lửa Nga trong cuộc tập kích bất ngờ. Video phá phản lực bão táp Nga khai hỏa dữ dội, tấn công mục tiêu của Ukraine. Ở diễn biến khác, ông Shoigu tuyên bố phương Tây muốn đánh bại Nga gây ra mối đe dọa cho Trung Quốc. Theo Đại sứ quán Nga, Mỹ dùng diễn đàn khu vực để truyền bá chính sách bài Nga. Có phải máy bay trinh sát Mỹ, tàu chiến Pháp đi qua eo biển Đài Loan? Trung Quốc phản đối tuyên bố chung Mỹ-Hàn về eo biển Đài Loan. Úc lên tiếng khi chi phí dự phòng cho chương trình tàu ngầm hạt nhân AUKUS quá cao. Một số tin tức quan trọng không kém. Cư dân thủ đô Sudan lo sợ khủng hoảng lương thực khi nguồn cung cạn kiệt. Trung Quốc đang hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Giá bất động sản tư nhân ở Singapore tăng cao hơn dự đoán trong quý 1. Nhật Bản trợ cấp 1,8 tỷ đô la cho các dự án sản xuất chip và pin lưu trữ. Cổ phiếu Amazon bứt phá sau thông tin tích cực về kết quả kinh doanh. Tin giải trí, thích thú tham quan hang động 7 người ngủ ở vùng đất huyền thoại Cho Đàn. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị quay trở lại chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, giao tranh ở Ukraine tiếp tục ghi nhận nhiều diễn biến khó lường với các chiến thuật đáng chú ý. Một quan chức Nga nói với TASS ngày 28 tháng 4 rằng cuộc đổ bộ tiềm tàng của Ukraine lên thành phố Enerkoda thuộc Zaporizhia có thể là nhằm đánh lạc hướng khỏi cuộc phản công lớn hơn của Kiev ở vùng này. Ông Vladimir Rogov, chủ tịch phong trào We Are Together, We Are Stronger, nhận định ở khu vực thành phố Nikopol, chúng tôi thấy một lượng lớn tàu thuyền có thể hướng đến Enerkoda, Kamenka, Dnepr-Voskaya và các vùng ngoại ô khác. Tôi tin rằng đó có thể là một cuộc tấn công nghi binh. Một lượng lớn các chiến binh cũng được triển khai ở đó. Vì vậy, họ có thể sẽ thực hiện cuộc tấn công nghi binh để chúng tôi lầm tưởng rằng đó là thật. Nhưng họ sẽ thực hiện một cuộc tấn công song song ở vùng khác. Theo ông, ở hữu ngạn sông Dnepr, đối diện với thành phố Enerkoda, hiện có các đơn vị Ukraine dày dạn kinh nghiệm về chiến tranh đô thị. Các tay súng đang tập trung ở một đoạn khá dài của bờ tây sông Dnepr và phía đông Nikopol. Trong số đó có lữ đoàn số 71 của Ukraine. Họ đã tham gia giao tranh ở Bakhmut. Tôi không rõ tại sao lữ đoàn này lại được chuyển đến Nikopol. Họ có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động chiến đấu đô thị, ông Drogov nói thêm. Ông nói với TASS, quân đội Nga có kế hoạch hoàn thành việc triển khai lữ đoàn tấn công số 46, cũng như các lữ đoàn 116, 118 từ khu vực Zaporizhia vào ngày 30 tháng 4. Ngoài ra còn có 12.000 chiến binh Ukraine sẵn sàng tham chiến gần Gallipoli. Theo ông, nếu cuộc phản công được phát động ở khu vực này, các đơn vị Ukraine sẽ tránh giao tranh trong thành phố. Thay vào đó, họ sẽ tìm cách xâm nhập biển Azov để cắt hành lang trên bộ với Crimea. Cũng nói về khu vực Zaporizhia, Sky News gần đây đăng tải hình ảnh được cho là những chiếc răng quỷ do Nga triển khai thành hàng phía sau một rãnh chống tăng dài 30 km ở vùng Zaporizhia. Động thái đưa ra khi Nga chuẩn bị cho cuộc phản công tiềm tàng của Ukraine. Đằng sau các chướng ngại vật bằng bê tông là các chiến hào phòng thủ, nơi Nga bố trí các binh sĩ để đối đầu với quân đội Ukraine, cũng như các phương tiện, thiết bị quân sự do NATO cung cấp, cùng các lữ đoàn bão tố của Kiev. Hình ảnh vệ tinh do công ty Capella Space ghi lại cho thấy bức tranh rõ hơn về mạng lưới công sự rộng lớn của Nga tại miền đông Ukraine và hướng tới Crimea. Theo giới chuyên gia, với hệ thống phòng thủ của Nga thế này, thì cơ hội thành công của Ukraine phụ thuộc vào khả năng thực hiện các chiến dịch kết hợp hiệu quả thay vì phương pháp tiêu hao của Liên Xô. Theo Sky News, phương Tây đang theo dõi tình hình ở Ukraine. Một thất bại của Kiev ở chiến trường Đông Âu có thể ảnh hưởng đến sự hỗ trợ từ phương xa. Neil Marvin, một nhà phân tích tại Joint Analytics Institute Marvin cho biết, chúng tôi đã sử dụng gần hết các kho dự trữ của phương Tây, sẽ mất vài năm để xây dựng lại. Tôi nghĩ đây là cơ hội lớn cho Ukraine. Cuộc tấn công của Ukraine đã được nhiều chuyên gia dự đoán trong thời gian qua, nhưng thời điểm diễn ra vẫn được Kiev giữ kín. NHK ngày 28 tháng 4 cho hay, Ukraine tuyên bố nước này đang chuẩn bị cho cuộc phản công bằng cách thành lập và huấn luyện các lữ đoàn mới. Giữa lúc đó, giao tranh kịch liệt vẫn tiếp diễn ở pháo đài Bakhmut miền đông.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 27 tháng 4 thông báo các chiến binh của Nga đã chiếm được 4 khu vực ở phía Tây Bắc và Tây Nam của Bakhmut với sự hỗ trợ của các đơn vị lính dù. Trong khi đó, một quan chức Ukraine cho hay lực lượng nước này đã đảm bảo các tuyến đường hậu cần ở phía Tây Bakhmut. Theo vị quan chức, 9 lữ đoàn mới đang được thành lập với nhiều tân binh tình nguyện. Các chỉ huy Ukraine đang đẩy mạnh công tác huấn luyện, vị quan chức nói thêm. Trước đó vào ngày 26 tháng 4, thủ lĩnh nhóm Wagner tiếp tục báo cáo về sự thiếu hụt đạn dược. Ông còn lưu ý Ukraine sẽ phát động phản công khi điều kiện thời tiết được cải thiện. Cùng ngày, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ nhận định nỗi lo đang lan rộng ở Nga về viễn cảnh Ukraine tiến hành phản công. Liên quan đến cuộc tập kích bất ngờ của Nga vào nhiều khu vực của Ukraine trong ngày qua, đài CNN dẫn lời lực lượng không quân Ukraine ngày 28 tháng 4 thông báo hầu hết các tên lửa của Nga phóng vào Ukraine vào đầu hôm thứ Sáu đã bị đánh chặn. Cụ thể, lực lượng không quân tuyên bố đánh chặn 21 trong số 23 tên lửa hành trình của Nga, cũng như phá hủy 2 máy bay không người lái. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 28 tháng 4, quân đội Nga đã tấn công Ukraine bằng máy bay chiến lược Tu-95 từ khu vực biển Caspian. Thông báo có đoạn, các đơn vị tên lửa phòng không của Ukraine cùng với lực lượng phòng vệ đã phá hủy các tên lửa hành trình KH-101, KH-555, cũng như 2 UAV tác chiến và chiến thuật. Giới chức Ukraine thông báo ít nhất 12 người thiệt mạng trong các vụ tấn công. Bộ Quốc phòng Nga gần đây chia sẻ một đoạn video cho thấy là các quân nhân Nga điều khiển pháo phản lực 220 ly Uragan bão táp. Đoạn clip mô tả cảnh quân đội Nga nhanh chóng nạp đạn bằng xe hỗ trợ 9T-452. Khi quá trình nạp đạn hoàn tất, quân nhân Nga sẽ đảm nhận các vị trí khai hỏa và tấn công Ukraine trong vài giây. Sau đó, kíp điều khiển nhanh chóng rời khỏi vị trí khai hỏa để tránh các đòn tấn công đáp trả của máy bay không người lái hoặc hỏa lực của Ukraine. 9K-57 Uragan là một hệ thống pháo phản lực đa nòng của Nga, được đưa vào biên chế hồi đầu thập niên 1980. Hệ thống được thiết kế để thay thế BM-21 Grad và cung cấp hỏa lực cũng như là tính cơ động cao hơn cho quân đội Liên Xô. Hệ thống bao gồm một phương tiện bánh xích hoặc bánh lốp mang theo 16 ống phóng cỡ nòng 220 ly với tầm bắn 35 km. Tên lửa có thể được trang bị nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm đầu đạn phân mảnh, gây cháy và nhiệt áp. Hệ thống cũng bao gồm một máy tính điều khiển hỏa lực và hệ thống định vị để nhắm mục tiêu chính xác. Nhìn chung, 9K-57 Uragan là một hệ thống vũ khí mạnh đã được chứng minh có hiệu quả trong nhiều cuộc xung đột. Hệ thống này đã được ca ngợi vì độ chính xác cao và khả năng bao phủ một khu vực bằng hỏa lực tên lửa. Hệ thống có hiệu quả chống lại các điểm tập trung quân, vị trí pháo binh và công sự của đối phương. Nga cũng sử dụng hệ thống 9K-512 Uragan-1M đã được tinh chỉnh có khả năng bắn đạn có độ chính xác cao ở khoảng cách lên tới 90 km, vượt xa đối thủ của Mỹ là M142 HIMARS. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 28 tháng 4 đã có bài phát biểu trong một sự kiện của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Ông nói vũ khí được chuyển đến Ukraine cuối cùng lại rơi vào tay những thành phần cực đoan. Điều này ảnh hưởng đến sự ổn định và an ninh châu Âu cũng như là toàn thế giới. Bộ trưởng Shoigu phát biểu trong một sự kiện vũ khí được cung cấp cho Ukraine nhưng lại rơi vào thị trường chợ đen và lọt vào tay những kẻ cực đoan nguy hiểm. Điều này gây ra thêm mối đe dọa, đặc biệt khi có báo cáo Kiev nhận được đạn uranium nghèo. Theo ông, việc chuyển giao vũ khí cho Kiev chỉ kéo dài xung đột, gây ra nhiều nạn nhân mới, phá hủy các cơ sở hạ tầng và cuối cùng là tác động đến sự ổn định của châu Âu và toàn thế giới. Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, toàn bộ khả năng và năng lực quân sự của mọi quốc gia NATO đã được đổ dồn chống Nga từ khi chiến dịch quân sự ở Ukraine bùng nổ. Ông còn nói phương Tây muốn đánh bại Nga gây ra mối đe dọa cho Trung Quốc. Bộ trưởng Sergei Shoigu tuyên bố tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng SCO, phương Tây đã cho thấy kế hoạch đối đầu với Liên bang Nga, các biện pháp trừng phạt quy mô lớn chống lại Nga, cung cấp vũ khí cho Ukraine, cung cấp thông tin tình báo, triển khai cố vấn quân sự và lính đánh thuê đến các khu vực chiến đấu. Tất cả đều được lên kế hoạch. Vì vậy, năng lực quân sự của gần như toàn bộ các nước NATO đã được đổ dồn chống Nga, vị quan chức nhấn mạnh. Ngoài ra, theo Tria, Bộ trưởng còn tuyên bố mục đích thực sự của phương Tây ở Ukraine là đánh bại Nga về mặt chiến lược, đồng thời tạo ra mối đe dọa cho Trung Quốc và duy trì thế độc tôn của họ. Mỹ tích cực phản đối việc hình thành một thế giới đa cực ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi một mặt trận đang được tạo ra để kiềm chế Trung Quốc. Mỹ còn cố gắng khôi phục sự hiện diện quân sự của mình ở Trung Á với lý do giúp đỡ trong cuộc chiến chống khủng bố. Đây là mối đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của SCO, ông Shoigu nhấn mạnh. SCO là từ viết tắt của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, với các thành viên gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Pakistan và một số nước thuộc Liên Xô tại Trung Á.
Đại sứ quán Nga ngày 28 tháng 4 cho biết là chính quyền Mỹ có kế hoạch sử dụng diễn đàn khu vực để truyền bá chính sách bài Nga giữa các đối tác Mỹ-Latin của Mỹ, hãng thông tấn TASS của Nga cho hay. Cụ thể, Đại sứ quán Nga tại Mỹ ra thông báo rằng chúng tôi nhận thấy trong ngày 28 tháng 4, một không khí bài Nga được lên kế hoạch tại hội nghị thượng đỉnh các thành phố châu Mỹ, sự kiện nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các thành phố ở Tây Bán Cầu. Đây không phải là lần đầu chúng tôi chứng kiến cách chính quyền Mỹ cố gắng sử dụng mọi khả năng để áp đặt chính sách bài Nga lên các đối tác Mỹ-Latin. Vì mục đích này, lãnh đạo các thành phố Ukraine đã được mời tham gia diễn đàn. Đặc biệt vô lý là sự tham gia của thị trưởng Melitopol, người không có thẩm quyền tại thị trấn Nga này. TASS trích dẫn tuyên bố cho hay, theo Đại sứ quán Nga, những người tổ chức hội nghị đáng lẽ phải mời các đại diện từ vùng Donbass. Diễn đàn được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 4. Trong số những người tổ chức có Bộ Ngoại giao Mỹ và chính quyền bang Colorado. Hiện phía Mỹ chưa bình luận về tuyên bố trên của Đại sứ quán Nga. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, thưa quý vị, các nhà lập pháp cấp cao của Pháp xác nhận một tàu chiến của quốc gia này đã đi qua eo biển Đài Loan thời gian gần đây, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng trên tuyến hải lộ nhạy cảm này. Ngoài ra, hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ cho biết máy bay trinh sát Mỹ cũng vừa bay qua khu vực. Reuters cho hay khi trao đổi với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm 28 tháng 4, Phó Chủ tịch Thượng viện và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, ông Alain Richard cho biết, gần đây quốc gia này đã đưa một tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan. Đối với Pháp, an ninh của đảo Đài Loan là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Do đó, các nhà lập pháp luôn theo dõi sát sao những diễn biến tại khu vực, ông Alain Richard cho biết thêm. Phó Chủ tịch Thượng viện Alain Richard không cho biết chuyến đi diễn ra khi nào, nhưng trong tháng này, cơ quan phòng vệ Đài Loan từng xác nhận về việc quá cảnh của Pháp. Reuters cũng cho hay trong thông báo cùng ngày, hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ cho biết máy bay trinh sát và tuần tra hàng hải P-8A Poseidon vừa bay qua eo biển Đài Loan trên không phận quốc tế. Thông báo của Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố bằng cách hoạt động trong eo biển Đài Loan phù hợp với luật pháp quốc tế, Mỹ muốn bảo vệ quyền tự do hàng hải của các quốc gia, qua đó tái khẳng định cam kết về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Được biết, Trung Quốc vẫn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ và liên tục gia tăng áp lực quân sự lên hòn đảo này suốt 3 năm qua. Trong tháng này, Trung Quốc đã tổ chức nhiều cuộc tập trận xung quanh đảo Đài Loan. Sau khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn gặp mặt Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy tại Los Angeles, trước tình hình căng thẳng, Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh thường xuyên gửi tàu chiến và triển khai máy bay chiến đấu đến khu vực này trong những năm qua. Mới đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng cảnh báo các quốc gia phương Tây đang bị lôi kéo vào cuộc khủng hoảng ở eo biển Đài Loan do các hành động của Mỹ và những phản ứng thái quá từ Trung Quốc. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa bày tỏ thái độ rất không hài lòng sau khi Mỹ và Hàn Quốc nêu ra tuyên bố chung về tình hình tại eo biển Đài Loan. Reuters hôm 28 tháng 4 cho hay, Bộ trưởng các vấn đề về châu Á của Trung Quốc, ông Liu Jianchong, đã có cuộc gặp mặt với Bộ trưởng Đại sứ quán Hàn Quốc Kang Chang-wook để khẳng định lập trường của Bắc Kinh và kêu gọi Seoul nên tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc một Trung Quốc. Được biết, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đang có chuyến công du 6 ngày đến Mỹ. Theo nội dung chuyến thăm, Tổng thống Yoon và Tổng thống Joe Biden đã thảo luận về tình hình tại eo biển Đài Loan cũng như là các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Sau khi hội đàm, hai nhà lãnh đạo tuyên bố cần phải ổn định và duy trì hòa bình ở eo biển Đài Loan. Theo đó, Mỹ và Hàn Quốc phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, bao gồm các yêu sách hàng hải bất hợp pháp và quân sự hóa các thực thể trên biển thông qua những hành động cưỡng chế. Trong khi đó, quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh châu Á ngày một khăng khít. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 27 tháng 4 đã cam kết cùng Washington bảo vệ tự do và dân chủ trong nhiều năm tới. Tổng thống Yoon đã nhấn mạnh liên minh Mỹ-Hàn được thành lập để bảo vệ tự do của Hàn Quốc, nhưng giờ đây, vai trò của nó đã mở rộng. Lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định, cùng với Mỹ, Hàn Quốc sẽ đóng vai trò là la bàn tự do, bảo vệ và mở rộng quyền tự do của công dân trên thế giới. Ông Yoon lưu ý thêm, quan hệ Mỹ-Hàn đã nhanh chóng mở rộng, vượt ngoài khuôn khổ chính trị và bao quát cả các lĩnh vực trao đổi kinh tế, văn hóa, xã hội. Vị lãnh đạo cũng tin tưởng liên minh Mỹ-Hàn lâu đời là một trong những giá trị phổ quát đại diện cho công lý, hòa bình và thịnh vượng. Chúng ta sẽ xây dựng thế giới ngày mai theo hướng tốt đẹp hơn, để mở ra những cơ hội vô tận cho các thế hệ tương lai. Tôi mong muốn mọi người cùng nhau bước trên hành trình mới, ông Yoon kết luận. Bài phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc đã được các nhà lập pháp Hoa Kỳ hoan nghênh nhiệt liệt. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Úc ngày 28 tháng 4 tuyên bố chính phủ nước này thẳng thắn và minh bạch về chi phí của chương trình tàu ngầm hạt nhân AUKUS. Tuyên bố đưa ra sau khi một phân tích cho thấy là chi phí dự tính cho chương trình là 368 tỷ đô la Úc, bao gồm 50% quỹ dự phòng. Theo Đảng Xanh Úc, những dự đoán trên chứng tỏ là vẫn có những điều không chắc chắn về dự án.
Hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã tiết lộ kế hoạch cung cấp cho Úc các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, một bước đi quan trọng đối phó với tham vọng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo thỏa thuận, Mỹ dự kiến bán cho Úc 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia. Tàu được hãng General Dynamics chế tạo vào đầu những năm 2030 với tùy chọn mua thêm 2 chiếc nữa. Trong giai đoạn 2, Úc và Anh sẽ cùng chế tạo một tàu ngầm lớp AUKUS. Canberra sẽ nhận được chiếc đầu tiên vào đầu những năm 2040. Các tàu sẽ do hãng BAE Systems và Rolls-Royce chế tạo. Văn phòng Ngân sách Nghị viện Úc gần đây báo cáo rằng chi phí ước tính trong 3 thập kỷ bao gồm khoản dự phòng 123 tỷ đô la Úc. Chi phí dự phòng là chi phí có thể cần thiết trong tương lai, đến từ các nguyên nhân như sự chậm trễ, vượt ngân sách và một số yếu tố khác. Trong một tuyên bố, Thượng nghị sĩ Đảng Xanh Úc, ông David Shoebridge, cho biết là quy mô quỹ dự phòng là cao chưa từng thấy và nhấn mạnh điều đó chứng tỏ sự không chắc chắn trong thỏa thuận tàu ngầm AUKUS. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marlux, kế hoạch chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân ở Úc trước thập kỷ 2040 là thách thức cực kỳ lớn đối với quốc gia và chính phủ đang lên kế hoạch cho những điều bất ngờ xảy ra. Chúng tôi luôn cố gắng thẳng thắn và minh bạch nhất có thể, ông nói với đài ABC. Theo Văn phòng Ngân sách, Bộ Quốc phòng không công bố giá của các lớp tàu ngầm Virginia của Mỹ mà Úc sẽ mua. Báo cáo cho thấy phần lớn chi phí của chương trình tàu ngầm sẽ phát sinh trong 2 thập kỷ kể từ năm 2033, theo Reuters. Chuyển sang một số tin tức xã hội kinh tế đáng quan tâm. Reuters đưa tin Mỹ sẽ cử các nhân viên được đào tạo đặc biệt đến các trung tâm tị nạn mới ở Guatemala và Colombia. Bộ trưởng An ninh nội địa Alejandro Mayorkas đưa ra thông báo với báo giới vào ngày 27 tháng 4 khi Washington tìm cách tạo ra những con đường hợp pháp mới cho người di cư. Thông báo là một phần trong loạt hành động được chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa ra nhằm giải quyết kịch bản gia tăng nhập cư bất hợp pháp khi các hạn chế COVID-19 kết thúc vào tháng 5. Các hạn chế nằm trong tiêu đề 42 đã được Mỹ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe để áp đặt các quy định nghiêm ngặt với việc tiếp nhận những người di cư không có giấy tờ. Theo Bộ trưởng Mayorkas, các trung tâm sẽ được mở rộng quy mô nhưng dự kiến sẽ xử lý từ 5.000 đến 6.000 trường hợp mỗi tháng khi bắt đầu. Giữa lúc đó, khi cuộc chiến ở Sudan kéo dài sang tuần thứ hai, người dân lo rằng nguồn cung lương thực giảm dần có thể dẫn đến nạn đói. Tariq Ahmed, một người dân ở thủ đô Khartoum, đã cố mua bánh mì, trứng và dưa hấu cùng nhiều món hàng khác vào ngày 27 tháng 4. Ông lo sợ về một cuộc khủng hoảng lương thực tiềm tàng trong tương lai. Ông chia sẻ với Reuters, tình hình bây giờ là nguồn cung lương thực đang giảm dần và người dân sẽ phải đối mặt với nạn đói hoặc ít nhất là cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng. Một người dân khác tên Abden Moni Mohamed còn nói rằng nhiều điều tồi tệ hơn đang chờ đợi phía trước. Những gì sẵn có bây giờ có khi không còn trong ngày mai. Trong gần 2 tuần xung đột giữa quân đội và lực lượng bán quân sự đã khiến cho hàng trăm người thiệt mạng, hàng chục ngàn người buộc phải sơ tán. Cuộc xung đột đã hạn chế việc phân phối lương thực ở quốc gia châu Phi, nơi 1/3 trong số 46 triệu người phải phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo. Thưa quý vị, Reuters hôm 28 tháng 4 cho hay Mỹ và Hàn Quốc vừa thông qua các thỏa thuận nhằm giảm thiểu những yếu tố không chắc chắn với mục tiêu đảm bảo các công ty sản xuất chip của Hàn Quốc được nhận ưu đãi thuế theo quy định trợ cấp của ngành bán dẫn Hoa Kỳ. Theo Reuters, một cuộc họp với các quan chức Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết các công ty sản xuất chip nhớ hàng đầu như là Samsung Electronics, SK Hynix đều bày tỏ lo ngại về các tiêu chí trợ cấp trong đạo luật sản xuất chip của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Chang Yang Lee đã yêu cầu Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo giúp giải quyết những khúc mắc xung quanh các yêu cầu trợ cấp, chẳng hạn như phải cung cấp thông tin doanh nghiệp quá nhiều và chia sẻ lợi nhuận vượt mức với chính phủ Hoa Kỳ. Bộ trưởng Lee cũng bày tỏ lo ngại khi lệnh miễn kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, vốn cho phép các công ty Hàn Quốc sản xuất chip ở Trung Quốc, sẽ hết hạn vào tháng 10. Sau cuộc họp, hai bên đồng thuận với tuyên bố chung có nội dung tiếp tục thảo luận về các yêu cầu và cơ hội của đạo luật sản xuất chip với mục tiêu giảm thiểu rủi ro và gánh nặng kinh doanh cho các công ty Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Mỹ và Hàn Quốc thống nhất cần hợp tác kiểm soát hoạt động xuất khẩu chip để bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời duy trì và giảm thiểu sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng ngành bán dẫn toàn cầu. Được biết là Samsung đang xây dựng một nhà máy sản xuất chip ở Texas với giá trị 25 tỷ đô la. Trong khi đó, tập đoàn SK, công ty mẹ của SK Hynix, có kế hoạch đầu tư 15 tỷ đô la vào lĩnh vực chip của Hoa Kỳ, bao gồm một nhà máy đóng gói chip tiên tiến và dự án đang trong giai đoạn xin tài trợ. Vào tháng trước, Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết các tập đoàn của quốc gia này muốn bảo vệ bí mật thông tin kinh doanh. Ngoài ra, các tập đoàn cũng muốn chia sẻ lợi nhuận vượt mức với Mỹ phải được tính toán dựa trên dòng tiền dự kiến.
Theo Reuters, cơ quan quản lý ngân hàng và bảo hiểm của Trung Quốc hôm 27 tháng 4 cho biết sẽ tăng cường hỗ trợ tín dụng và giảm chi phí tài chính thực tế của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong năm nay nhằm hỗ trợ tốt hơn cho quá trình phục hồi kinh tế của đất nước. Cụ thể, trong một tuyên bố mới đây, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc cho biết là các tổ chức tài chính nên cung cấp các khoản tín dụng hợp lý cho các doanh nghiệp nhỏ, đồng thời ngăn ngừa rủi ro cho vay quá mức. Theo đó, Shibrick cho biết là mục tiêu của họ là cải thiện chất lượng dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nhằm khơi dậy sức sống cũng như là củng cố niềm tin vào thị trường. Cũng theo cơ quan này, các tổ chức tài chính nên định giá lãi suất cho vay một cách hợp lý dựa trên lãi suất cho vay cơ bản và đặc điểm của các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng sẽ tối ưu hóa cơ cấu tín dụng và đáp ứng nhu cầu tài chính hợp lý của loại hình doanh nghiệp này với hạn mức tín dụng trên 10 triệu nhân dân tệ, tương đương với 1,44 triệu đô la. Ngoài ra, theo Shibrick, các tổ chức tài chính không nên gia hạn các khoản vay cho mục đích phi kinh doanh hay sản xuất, đồng thời không nên che đậy rủi ro tín dụng bằng việc gia hạn các khoản vay của các doanh nghiệp. Reuters ngày 28 tháng 4 công bố dữ liệu cho thấy giá bất động sản tư nhân của Singapore tăng trong quý đầu tiên năm 2023, cao hơn một chút so với ước tính trước đó. Điều này cho thấy nhu cầu về bất động sản tư nhân vẫn tiếp tục cao trong nhiều tháng, khiến các nhà chức trách phải đưa ra các biện pháp hạ nhiệt mới. Cụ thể, chỉ số giá bất động sản tư nhân Singapore tăng 3,3% trong quý đầu tiên so với mức 3,2% trong dự đoán trước đó và cao hơn nhiều so với mức 0,4% trong quý trước. Trong quý đầu tiên năm 2023, giá thuê bất động sản tư nhân tăng 7,2%, giảm nhẹ từ mức 7,4% trong quý trước đó. Vào tối 26 tháng 4, Singapore đã bất ngờ tăng thuế mua bất động sản tư nhân nhằm hạ nhiệt thị trường, bao gồm tăng thuế trước bạ đối với người nước ngoài lên 60%. Thưa quý vị, Nhật Bản cho biết là sẽ cung cấp khoản trợ cấp lên tới 1,8 tỷ đô la cho một loạt các dự án liên quan đến pin và chip lưu trữ, nỗ lực mới nhất của Tokyo nhằm phát triển theo quy mô lớn và đảm bảo an ninh đối với chuỗi cung ứng. Reuters hôm 28 tháng 4 dẫn lời Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết chính phủ có kế hoạch trợ cấp gần 1,4 tỷ đô la cho 8 dự án pin lưu trữ và 400 triệu đô la cho 2 dự án liên quan đến chất bán dẫn. Reuters cho hay những dự án được trợ cấp bao gồm kế hoạch sản xuất của công ty Honda và công ty sản xuất pin GS Yuasa. Theo Bộ trưởng Nishimura, chính phủ Nhật Bản hy vọng các giải pháp hỗ trợ sẽ giúp ổn định nguồn pin lưu trữ và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang công nghệ xanh. Trong một tuyên bố, Honda, GS, Yuasa và Blue Energy, một công ty cung cấp pin khác, cho biết các dự án sẽ khởi động vào tháng 4 năm 2027 và sau đó thực hiện sản xuất hàng loạt vào tháng 10 năm 2027. Theo đó, một nhà máy mới sẽ được xây dựng với mục tiêu đạt công suất ít nhất là 20 GW một giờ. Giám đốc điều hành công ty Honda, ông Toshihiro Mibe, dự đoán nhu cầu tiêu thụ pin của Nhật Bản có thể tăng mạnh trong tương lai, do đó công ty muốn mở rộng hoạt động sản xuất, chủ yếu đối với dòng sản phẩm pin dành cho xe điện. Theo Reuters, báo cáo của Ngân hàng Trung ương Philippines BSP hôm 28 tháng 4 cho biết, dưới áp lực giảm giá điện và thực phẩm, tỷ lệ lạm phát hàng năm của nước này trong tháng 4 dự kiến sẽ ở mức từ 6,3 cho đến 7,1%. Theo đó, BSP cho biết là cơ quan này vẫn sẵn sàng ứng phó thích hợp với rủi ro lạm phát và dựa vào dữ liệu phù hợp để xây dựng chính sách tiền tệ của quốc gia. Báo cáo còn cho biết thêm, áp lực tăng giá được dự đoán là do giá xăng dầu trong nước cao, cùng với đó là giá gạo và thịt tăng, cũng như sự mất giá của đồng peso. Được biết, Manila đã công bố dữ liệu lạm phát tháng 4 vào ngày 5 tháng 5 tới. Trước đó, tỷ lệ lạm phát ở nước này đã giảm trong tháng thứ 2 liên tiếp và tháng 3 xuống còn 7,6%. Thưa quý vị, cổ phiếu Amazon tăng 11% trong phiên giao dịch vừa qua sau khi công ty công bố doanh thu vượt dự báo nhờ những lợi thế trong lĩnh vực mua sắm trực tuyến và dịch vụ đám mây. Reuters hôm 28 tháng 4 cho hay sự thống trị của Amazon trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến đã giúp hãng này tránh được tác động tiêu cực từ tâm lý người tiêu dùng do lạm phát cao. Ngoài ra, các công ty thương mại điện tử sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn so với các nhà bán lẻ truyền thống bằng cách đẩy mạnh bán các thiết bị gia dụng và phát triển những danh mục khác tương tự như những cửa hàng tạp hóa. Theo đó, doanh thu của nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới đạt hơn 127 tỷ đô la trong quý 1 năm 2023, cao hơn so với dự báo 124 tỷ đô la của Refinity. Nhờ đó, lợi nhuận dòng quý 1 năm 2023 đạt hơn 3 tỷ đô la sau khi gánh chịu khoản lỗ 3,8 tỷ đô la vào quý 1 năm trước. Amazon cũng dự báo doanh thu dòng quý 2 của công ty sẽ duy trì trong khoảng 127 tỷ đến 133 tỷ đô la. Hãng tin Reuters mới đây đưa tin,
Hội chợ khai thác Expomin 2023 được tổ chức tại Chile vào hôm 26 tháng 4 đã thảo luận về những thách thức mà quốc gia Nam Mỹ này sẽ phải đối mặt trong ngành công nghiệp lithium sau khi thực hiện các biện pháp tăng cường kiểm soát các hoạt động liên quan đến lithium ở nước này. Cụ thể, Phó Chủ tịch Công ty Khai thác Nhà nước Edamy Jaime Perez de Asher cho biết, việc khai thác lithium là một thách thức lớn mặc dù Chile có nhiều kinh nghiệm trong thăm dò khai thác loại khoáng sản này. Tuy nhiên, chỉ một số ít công ty tại Chile có kinh nghiệm thực hiện các cuộc thăm dò trong môi trường nước, như các bể chứa dưới lòng đất, và chúng tôi còn cần phải học hỏi thêm rất nhiều. Ông Perez de Asher nói trong bài diễn thuyết của mình tại hội chợ hôm 26 tháng 4. Theo Reuters, Edamy và Codenco là hai doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước và là một trong số những nhà sản xuất đồng lớn nhất thế giới. Các hợp đồng thăm dò và khai thác ở những khu vực hiện có các dự án tư nhân sẽ được trao cho hai đơn vị này trước khi công ty khai khoáng lithium quốc gia được thành lập. Tổng thống Chile Gabriel Boric tuần trước cho biết, ông sẽ quốc hữu hóa ngành công nghiệp lithium trong nước nhằm thúc đẩy nền kinh tế của quốc gia và bảo vệ môi trường. Chile được biết là nhà sản xuất lithium, thành phần thiết yếu trong pin xe điện, lớn thứ hai thế giới. Các doanh nghiệp khai thác hiện đang đón nhận kế hoạch này với thái độ thận trọng và cho rằng việc nhà nước tăng cường quyền kiểm soát có thể khiến hoạt động khai thác trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi đang thực hiện một hợp đồng có hiệu lực đến năm 2043 và nhà nước đã cam kết tôn trọng hợp đồng này. Marcelo Valverde Benito, người quản lý của công ty hóa chất Albemarle, một doanh nghiệp được cấp phép khai thác lithium tại Chile, chia sẻ tại hội chợ. Lithium là kim loại quan trọng đặc biệt, được sử dụng để sản xuất pin sạc cho các loại xe điện trong tương lai trong quá trình chuyển đổi xanh. NHK ngày 28 tháng 4 đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ do Nga xây dựng. Hai nhà lãnh đạo hôm 27 tháng 4 đã tham dự buổi lễ đánh dấu việc vận chuyển nhiên liệu hạt nhân đầu tiên vào một lò phản ứng tại nhà máy Akyu ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Putin ca ngợi dự án này cho rằng nó mang lại lợi ích kinh tế chung và thúc đẩy quan hệ đối tác nhiều mặt giữa hai nước. Theo NHK, chủ nhân Điện Kremlin dường như đang tìm cách củng cố quan hệ với quốc gia Trung Đông này thông qua hợp tác kinh tế giữa lúc căng thẳng trong quan hệ giữa Moscow với các nước phương Tây tăng cao. Ông Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng đã vươn lên hàng ngũ các quốc gia sở hữu năng lượng hạt nhân trên thế giới. Ông cũng cho biết cả 4 lò phản ứng tại nhà máy dự kiến sẽ đi vào hoạt động trước năm 2028. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 27 tháng 4 tái khẳng định thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vẫn không được thực thi trọn vẹn. Bà nói thêm, chỉ có việc thực hiện đầy đủ các điều khoản mới có thể ngăn thỏa thuận này khỏi sự đổ vỡ. Thỏa thuận do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào tháng 7 năm ngoái cho phép ngũ cốc Ukraine được xuất khẩu an toàn từ các cảng ven Biển Đen. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần tuyên bố sẽ không cho phép gia hạn thỏa thuận sau ngày 18 tháng 5. Trừ khi phương Tây dỡ bỏ những trở ngại đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga, bà Zakharova kêu gọi thực hiện toàn diện các điều khoản của thỏa thuận. Đây không phải tiệc buffet để có thể chọn ra những thứ mình thích, phát ngôn viên bày tỏ. Nga và Ukraine là những nhà sản xuất ngũ cốc lớn, nhưng Moscow cho biết các phần của thỏa thuận nhằm cho phép Nga xuất khẩu nông sản qua Biển Đen không được tôn trọng. Mặc dù xuất khẩu nông sản của Nga không bị phương Tây nhắm mục tiêu trực tiếp, nhưng Moscow cho biết những hạn chế đối với các khoản thanh toán, hậu cần và bảo hiểm đã tạo ra rào cản đối với việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón. Một trong những yêu cầu chính của Nga là kết nối lại Ngân hàng Nông nghiệp Nga với hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT. Lô phân bón đầu tiên của Nga mà Latvia thu giữ năm ngoái đã được vận chuyển đến Kenya, nhưng số sản phẩm phân bón khác vẫn được cất giữ trong các bến cảng và tàu nổi gần Riga. Một con tàu đã rời cảng Riga hôm 21 tháng 4 chở theo một phần trong số 200.000 tấn phân bón bị tịch thu, Bộ Ngoại giao Latvia cho biết. Về việc này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Latvia, bà Diana Eklid nói với Reuters vào hôm 25 tháng 4 rằng Latvia đã thực hiện vận chuyển phân bón theo yêu cầu từ Liên Hợp Quốc nhằm giảm bớt những hậu quả tiêu cực từ cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực ở châu Phi và châu Mỹ Latin. Truyền thông địa phương đưa tin một tàu hàng khác, chiếc Ocean Majesty, đã cập cảng ở Vịnh Riga dự kiến vận chuyển 55.000 tấn phân bón của Nga. Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần khẳng định hàng hóa phân bón bị mắc kẹt tại các cảng biển Baltic là một trong những trở ngại chính để tiếp tục thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Theo các nguồn tin của Reuters, hầu hết số phân bón bị Latvia thu giữ thuộc sở hữu của các doanh nghiệp Nga Uralchem và Uralkali. Mặt khác, một số cư dân địa phương nói với Reuters, họ lo ngại vấn đề an toàn khi một số sản phẩm phân bón Nga được lưu trữ ở Riga. Một cư dân thành phố cho biết những bong ke này có thể phát nổ vì có chất nguy hiểm bên trong. Nếu xảy ra cháy nổ thì khu phố này sẽ chẳng còn gì cả.
Mới đây, Đức Giáo Hoàng Francis đã có một quyết định mang tính lịch sử khi cho phép phụ nữ lần đầu tiên có quyền bỏ phiếu tại Thượng Hội đồng Giám mục diễn ra ở Rome vào tháng 10 tới. Theo thông báo được Vatican công bố, một nhóm 70 người không phải giám mục sẽ tham gia bỏ phiếu về các vấn đề nghị quyết với Giáo Hoàng tại hội nghị sắp tới. Nhóm này gồm các linh mục, nữ tu, phó tế và giáo dân, với 50% là phụ nữ. Trong khi đó, 370 thành viên dự Thượng Hội đồng Giám mục, còn lại sẽ là giám mục, chiếm thế đa số lớn trong cuộc bỏ phiếu. Đức Hồng Y Jean-Claude Honorich phát biểu trong cuộc họp báo tại Vatican nói, đây là một sự thay đổi quan trọng, nhưng không phải là một cuộc cách mạng. Lần đầu tiên được triệu tập vào những năm 1960, Thượng Hội đồng Giám mục là cuộc họp định kỳ của các giám mục, thảo luận về tầm nhìn của giáo dân trên toàn cầu, về tương lai giáo hội. Trước đây, phụ nữ được phép tham gia hội nghị này với tư cách dự thính. Nhiều năm qua, các nhóm phụ nữ trong giáo hội đã đấu tranh cho quyền bỏ phiếu tại Thượng Hội đồng Giám mục. Nhiều du khách vừa qua đã đổ xô đến hang động 7 người ngủ ở thủ đô Amman của Jordan. Đây được coi là một trong những điểm thu hút chính của Vương quốc Trung Đông. Mời quý vị cùng theo dõi clip sau đây để khám phá hang động thú vị này. Hang động vốn đã được đề cập trong kinh Koran là nơi có 7 ngôi mộ cổ mà những người theo Chúa đã nằm ngủ. Phía bên trên là một nhà thờ Hồi giáo. Theo giám sát viên Mahmoud Al-Hunayti giải thích, kinh Koran đề cập đến những người đàn ông ngoan đạo đã trú ẩn trong hang động này để chống lại áp lực tôn thờ các vị khác ngoài Chúa, sau đó ngủ yên trong 309 năm. Trong số du khách có cô Gina Henry đến từ Mỹ, cô vô cùng thích thú khi thăm địa danh này. Khi nghe về hang động này lần đầu, tôi nghĩ nó rất thần bí. Đến khi có cơ hội đến thăm, tôi thấy hang động rất kỳ diệu và có thể cảm thấy tràn đầy năng lượng. Rất hay, rất thú vị, rất độc đáo, Henry nói. Trong khi các du khách tìm hiểu về hang động, những người khác lại được nhìn thấy đang cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo phía bên trên. Đây là địa điểm mà nhiều tín đồ người Jordan thích đến cầu nguyện, cũng như địa điểm khảo cổ cùng một lúc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.